Bồ Tát cũng không sở hữu bất khả đắc. Như vậy, kính bạch Thế Tôn, con đối với tất cả pháp này đem tất cả chủng loại, tất cả nơi chốn, tất cả thời gian để tìm các Bồ Tát cũng hoàn toàn không thấy đâu cả, hoàn toàn bất khả đắc, thì làm sao bảo con chỉ dạy Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát? Lại nữa, kính bạch Thế Tôn, nói Bồ Tát chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh, như nói chúng ta vân vân, hoàn toàn không sanh, chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Các pháp cũng vậy, hoàn toàn không sanh, chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Trong đây những gì là sắc hoàn toàn không sanh? Nếu hoàn toàn không sanh thì không thể gọi là sắc. Những gì là thọ tưởng hành thức hoàn toàn không sanh? Nếu hoàn toàn không sanh thì không thể gọi là thọ tưởng hành thức. Kính bạch Thế Tôn, sắc là Bồ Tát bất khả đắc, thọ tưởng hành thức là Bồ Tát cũng bất khả đắc. Bất khả đắc này cũng bất khả đắc, con đối với tất cả pháp như vậy, đem tất cả chủng loại, tất cả nơi chốn, tất cả thời gian, tìm các Bồ Tát hoàn toàn bất khả đắc, thì sẽ dạy những pháp nào, tu những pháp nào, ở những nơi chốn nào, thời gian nào và chứng những pháp nào. Lại nữa, kính bạch Thế Tôn, chư Phật, Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh, như nói ngã vân vân, hoàn toàn chẳng sanh, chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Các pháp cũng vậy, chỉ có giả danh, hoàn toàn không có tự tánh. Những gì là sắc đã không thể giữ, cũng không thể sanh. Những gì là thọ tưởng hành thức đã không thể giữ, cũng không thể sanh. Tự tánh các pháp đã không thể giữ, cũng không thể sanh. Nếu pháp không tánh thì cũng không thể sanh, pháp không sanh này cũng không thể sanh, thì con làm sao có thể đem Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hoàn toàn không sanh để dạy cho các hữu